Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Thì dạo gần đây có rất nhiều video quảng cáo về vị tướng Ibanez, và hôm nay Liên Quân Mobile đã chính thức cho ra mắt cái vị tướng này, và mình cũng không tránh khỏi cái sức hút của vị tướng này, nên là mình đã dành ra 499 quân huy, mình múc luôn cái combo của vị tướng Ibanez này. Thì đây là một vị tướng, khi mà mình thấy những cái trailer quảng cáo, mình thấy đây là một vị tướng có sự khống chế và độ cứng cáp rất là dữ dàng, giúp cho chúng ta có thể bảo kê đồng đội và gây ra được những cái khống chế khó chịu cho team của đối phương. Đó, anh em cũng có thể nhìn thấy nguyên bộ combo tướng lẫn skin là 499 quân huy, nhưng mà mình thấy cái skin nó cũng không có khác gì cái bộ bình thường, nhưng mà nó có trong combo thôi, mình mua luôn cho nó rẻ ha. Rồi bây giờ mình sẽ xem sơ qua cái bộ chiêu thức của con Ibanez này nha. Đây là một con tướng đỡ đòn đấu sĩ, thích hợp cho anh em đi FB hoặc là đi đường xe xa. Đó, đây là cái nội tại của Ibanez. Sau khi rời giao tranh núp bụi thì có khả năng hồi máu mana. Chiêu đầu tiên của Ibanez, nó sẽ duỗi cái tay ra tấn công đối phương phía trước và làm chậm đối phương bla bla bla. Cái này khi mà vào trận đấu rồi mình sẽ giải thích rõ hơn cho anh em. Chiêu thứ hai thì nó sẽ giang cánh tay ra 180 độ kéo đối phương về phía trước mặt luôn. Chiêu này khống chế hơi bị kinh đó anh em ơi. Rồi bắt đầu qua cái chiêu cuối. Cái chiêu thứ ba thì cái chiêu thứ ba này nó giống như là nó sẽ biến thành một cái cây cổ thụ, chịu hết những đam của đối phương luôn. Rồi nó sẽ gây ra rất là nhiều hạt giống bay xuống, rồi giúp cho bản thân của Ibanez hồi máu, rồi chống chịu tất cả những khống chế luôn anh em ơi. Tại vì những con tướng mà thuộc dạng đỡ đòn sẽ chịu rất là nhiều sát thương và khống chế, nhưng mà cái chiêu này nó lại miễn khống chế luôn, sẽ rất là thích hợp cho những anh em thích càng và những anh em tăng cơ. Rồi bây giờ mình sẽ sang một cái trận đấu hạng, mình test luôn, vừa mua về là mình test liền cái trận đấu hạng luôn để xem cái độ nguy hiểm của con Ibanez này nó như thế nào nha anh em ơi. Thì cái trận của mình hiện tại chỉ là kim cương thôi, mình cũng cù bắp lắm nên là có gì anh em thông cảm nha. Rồi mình sẽ bắt đầu vào cái trận đấu đầu tiên sau khi mà mua con Ibanez này. Có gì mình đánh gà quá anh em đừng có ném đá mình nha. Rồi team hiện tại của mình đang có Chaona, SP, Chevrolet, Nagrock thì đi rừng và mid là Morgana. Mình sẽ chịu trách nhiệm mình đi đường xe xa, chắc có thể là mình gặp Alice với anh em ơi, tại vì Liliana bên dưới đi mid này, gần thì Ryoma. Rồi Rock và Van Heel sẽ đi đường rồng. Rồi ok, vào trận lane Caesa của mình nằm ở phía dưới. Và hiện tại bà Violet bà đi đâu đây? Lên trên kìa bà ơi, bà đi gồng ở trên kìa. Anh em chú ý nha anh em ơi, phiên bản mới này nó cập nhật lại những hình ảnh nên là anh em dễ bị lầm lẫn cái đường rồng với lại cái đường Caesa lắm á. Rồi mình sẽ bắt đầu mình lên full tăng luôn, tại vì team chỉ có mình tăng thôi, con mình bắt buộc phải lên full tăng luôn anh em ơi. Rồi cái bà kia bả đi di chuyển dưới đây luôn rồi, để ông Chaona ông di chuyển một mình luôn. Rồi tội nghiệp ông Chaona, chắc có thể là gặp hai ông kia là bị hành sắp mặt luôn á. Ông Chaona ông chửi luôn rồi kìa. Anh em ơi bình tĩnh anh em ơi, từ từ ông ngáo, từ từ ông sẽ bình tĩnh lại thôi. Rồi ăn con này luôn, ăn con này xong rồi lê di chuyển lên trên đi ông ơi, ở trên ông Chaona bị hai ông kia ông hốt á. Rồi đầu tiên mình như cái video lần trước mình nói, mình đi đường xe xa mình sẽ kiếm những cái con quái rừng nhỏ rồi mình ăn. Rồi để giới thiệu cái chiêu thức, đó chính là cái chiêu thứ hai anh em, nãy mình mới chơi vô Alice á, nó sẽ đập vô đầu Alice. Rồi những đối phương khi mà nó chơi cái chiêu hai, nó sẽ giang rộng cái tay nó ra, những cái đối phương mà trước mặt của Ibanez nó sẽ gom đối phương lại và gây choáng. Khi chúng ta di chuyển vào bụi, chúng ta không có giao tranh thì chúng ta sẽ được hồi máu mana. Đó, anh em cũng có thể nhìn thấy. Và cái chỉ số những cái nội tại số 1, số 2, số 3 anh em thấy không? Khi mà chúng ta chơi chiêu nó sẽ kích hoạt lên những cái số như vậy. Khi mà những cái chiêu, những cái nội tại đó nó lên con số 5 thì cái chiêu 1 của chúng ta nó lại biến thành một dạng khác, nó sẽ lướt tới phía trước chứ không duỗi thẳng như là cái chiêu 1 bình thường. Đó, chiêu 1 bình thường nó sẽ duỗi thẳng cái tay ra
gây ra một lượng sát thương khá là dài. Còn khi mà chúng ta tích đủ 5 cái nội tại thì nó sẽ lướt tới đối phương, đẩy đối phương về, làm choáng đối phương. Nó sẽ được một cái giáp ảo, một miếng giáp ảo giúp cho Ibanez có thể châu bò hơn anh em ơi. Tại vì Liliana là một con tướng rất là cơ động, nó có khả năng cấu rỉa rất là ghê gớm luôn anh em ơi. Nên là mình bắt buộc mình phải di chuyển mình ép lên chút xíu để cho Liliana có thể về chân, chứ không thôi là ổng ép cái ông mà Ganga bên mình hơi bị mệt á. Rồi mời Ganga giờ đi đâu rồi? Rồi mời Ganga gì vậy mời Ganga? Rồi một pha ngáo đá của mời Ganga anh em ơi. Anh em cái khúc này rất là nguy hiểm anh em nhớ chú ý nha anh em ơi. Nếu chúng ta có khả năng kết thúc đối phương bằng những chiêu thức của chúng ta thì chúng ta hãy quýnh luôn, chứ đừng có thấy đối phương ít máu mà câu kéo bị đối phương dụ. Chắc chắn rất nhiều anh em chơi cái chiến thuật còn siêu máu dụ để cho đồng đội hiếp. Nên là anh em chú ý nha. Rồi mình đã đánh xong cái lane mid thì mình về cái lane cũ của mình anh em ơi. Dam con này cũng khá cao nha anh em ơi, mình giết quái rất là lẹ, chỉ cần chơi cái chiêu 2 và chơi cái chiêu thứ nhất gom quái lại chính xác thì chơi cái chiêu thứ nhất xong thì chúng ta sẽ có đủ cái nội tại chơi thêm một lần cái chiêu thứ nhất nữa anh em ơi. Cái món đồ đầu tiên của mình lên đó chính là áo choàng thần ra. Áo choàng này nó giúp cho mình cứng cáp hơn. Rồi mày hả bưởi. Rồi cái phép bổ trợ hiện tại đó đó, cái chiêu cuối anh em thấy chiêu cuối không? Chiêu cuối cũng khá là khó xài nha anh em ơi. Nhưng mà mình rất là thích cái chiêu này tại vì sao? Nó miễn khống chế giúp cho anh em đứng tăng trước đội hình của chúng ta, rất là châu bò luôn anh em ơi. Khi mà chúng ta thi triển cái chiêu này thì nó sẽ rớt xuống rất là nhiều sát thương, kiểu giống như là mưa hạt dẻ đó anh em ơi. Chúng ta có thể điều khiển hướng của những cái sát thương này, khi mà chúng mục tiêu thì chúng ta có khả năng hồi lại máu đó, giúp cho cái con Ines này nó châu bò hơn. Rồi tiếp tục cái chiến thuật mà đép trụ, mình đánh hết cái đợt lính này của mình mới đi găng nha anh em ơi. Đó anh em cũng thấy, nếu mà nó gom đối phương lại xong rồi nó chơi chiêu 1 thì nó sẽ hồi lại nội tại luôn. Cái nội tại của cái chiêu 1 thì giúp cho chúng ta chơi thêm một lần cái chiêu 1 nữa. Lướt tới có máu làm choáng đối phương, đó rất là lợi hại luôn nha. Đam cũng khá là mạnh luôn. Rồi cái món đồ thứ hai mình lên đó chính là đôi giày kháng phép. Diệt quái rất là lẹ luôn anh em ơi, chỉ cần chúng ta chơi combo gom đối phương lại, chỉ đối phương bằng cái chiêu 1 rồi chúng ta lướt lên thêm cái nữa là đâm quái sẽ chết thôi. Ali bên kia đã thấy mình đánh bồ xanh rồi. Ê có Liliana nữa anh em ơi, chạy thôi, lướt nào. Đó cái chiêu 1 này rất là lợi hại, giúp cho vị tướng Ines này có khả năng chống chạy anh em ơi. Rồi chạy tiếp, rồi dí tới cùng luôn hả mày, hả mày tôi lại một cái rồi cái mình cứ chỉ cái chiêu thứ nhất rồi mình có thể chạy thoát rồi. Ý bị choáng rồi, Liliana đã lướt lên, Alice đã bị choáng và mình đang chơi intel, mình đang giữ lại Alice anh em ơi. Alice đang bị chỗ bắn, Alice đã bị khống chế, Alice đã bị chết ngắt luôn rồi, chỉ còn Liliana thôi. Bây giờ Liliana đang về mình đánh sắp mặt luôn anh em ơi. Liliana đã chạy rồi anh em ơi. Đó anh em có thấy không, khi mà anh em vô trụ mà gặp cái vị tướng này thì cái vị tướng này có khả năng bật lại phản kèo lại luôn anh em ơi. Rồi ok, Nardoc bên mình đang ở trên, có thể là giết Lina. Đâu ơi Nardoc ơi, trời ơi tôi tăng sao đi đâu vậy cha. Một pha không hiểu ý giữa mình và cái ông Nardoc, kiểu này phải hiểu ý chút xíu, anh em phải để ý chút xíu. Anh em thấy người khác tăng thì anh em cứ nhảy vào.
góp cuộc là không giết được ai nhưng mà bị chết hai mạng luôn, rất là đáng tiếc. Tự nhiên cái ông Ryoma đã đâu ông lên ông hốt được mạng rồi mình bị hốt một mạng nữa, hai mạng, quá tiếc luôn anh em ơi. Thôi bây giờ mình sẽ di chuyển tiếp tục đường xe xa, cố gắng đẩy nát cái lane này luôn. Rồi bên mình đã bị nát rồi anh em ơi. Ê, chào nè, chỉ còn chút xíu máu thôi. Đó anh em thấy không, mình gom quái lại một cái, mình chơi cái chiêu 1, rồi mình có khả năng mình hồi lại cái chiêu 1 nữa. Rất là ghê luôn nha. Tại vì cái chiêu này khi mà chơi trúng đối phương, một đối phương thì nó sẽ tích một cái nội tại nha anh em ơi. Đó, chơi kéo trúng ba đối phương thì nó sẽ có đủ cái nội tại để nó hồi lại cái chiêu 1 cho chúng ta, thì giúp cho chúng ta lướt lên một cái nữa, rất là phơi luôn. Rồi ở trên mid đang có giao tranh anh em ơi. Rồi ok, mình sẽ bắt Rack luôn à. Rồi Rack đã tốc biến rồi anh em ơi. Ok, Rack đã chết luôn rồi. Châu Na cẩn thận. Ê, hổ rồi. Anh em có thấy không, khi mà mình lướt lên một cái thì mình sẽ có một lượng giáp ảo giúp cho mình có thêm máu nữa anh em ơi. Rồi bây giờ mình đứng đây luôn để cho AD của mình phá trụ luôn. Đó, rồi có thể tốc biến lên mình hút cái đám này luôn nè. Đó, rất là phê luôn, mình đánh tiêu anh em ơi. Cái chiêu anh tiêu này khi mà đối phương bị chơi 8 lần liên tiếp thì đối phương sẽ bị choáng nha anh em ơi. Đó, còn cái chiêu mà nó kéo lại, cái chiêu thứ hai đó anh em, nó kéo lại một cái nó sẽ gây ra. Đó, nó kéo đối phương lại thì đối phương sẽ bị gom vô một cục. Đẩy thêm cái chiêu 1 nữa thì mình sẽ hồi lại thêm cái chiêu 1 nữa, mình lướt thêm cái nữa. Rất là phê luôn anh em ơi. Một trong những cái con tướng mà có bộ chiêu khống chế cực kỳ khó chịu luôn. Rồi Liliana cũng đã lên dĩa trước cái tài nhảy múa của anh Nakrop luôn. Rồi tỷ số hiện tại đang là 12-11. Bên mình đã đẩy được 5 trụ, hai lên trên chỉ còn trụ ở trong thôi. Bây giờ cái lane của mình cố gắng đẩy nốt luôn cái trụ thứ hai. Rồi bây giờ để coi coi team mình sẽ làm cái gì đây. Mình sẽ di chuyển tiếp, mình đẩy tiếp cái lane Caesa của mình luôn. Ăn cái đợt lính này để cho cái đám quái hiện tại trước mặt và cái đám quái sắp sửa tới nó sẽ có nhiều lính hơn thì nó bào trụ nhanh hơn thôi. Rồi mình sẽ di chuyển móc lớp luôn anh em ơi. Đây Liliana kìa, mày hả Lily, ra đây anh hốt mà liền, chạy liền. Anh em có thấy không, nó giang tay rồi nó kéo đối phương làm chón đối phương nữa, đúng ghê luôn á. Nếu mà có khoảng 3 đối phương thôi nó kéo lại cái nó chỉ một cái là nó sẽ hồi được cái chiêu 1. Đó mày giỡn mặt hả mày, đẩy đối phương về luôn á anh em ơi, làm choáng mà đẩy đối phương về, rất là phê luôn. Ok bây giờ để làm cái gì đây, hình như bên kia nó đã bắt đầu nó chuẩn bị nó săn mình anh em ơi. Rồi gồng bảo chúa đã được ăn rồi. Rồi nát góc đã nhận được cái quyền năng hắc ám rồi anh em ơi. Ok bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đẩy lính thôi. Đó đang có chiêu lướt, mày hả mày, rồi anh tiêu luôn, rồi giữ đối phương lại luôn. Cái chiêu cuối này nó rất là khó chịu, nó có khả năng gây ra choáng nha anh em ơi. Rồi mình lướt vô, mày hả mày, cái chiêu lướt của chúng ta sẽ có khả năng lướt xuyên tường nha anh em ơi. Nhưng mà anh em lướt anh em cẩn thận, bị chủ đánh sắp mặt luôn kìa, mày hả mày. Đó anh em đánh từ từ thôi nha, mình tăng mình trâu thiệt á, nhưng mà mình đừng có hổ báo quá, chết rất là ổn. Tại vì team mình chỉ có mình tăng thôi. Rồi từ từ. Ok, Châu Na chỉ còn số mát. Rồi Ryoma lên dĩa luôn. Ryoma đang bị đánh rất là nhiều. Rồi Ryoma lên dĩa thiệt luôn. Rồi ok, Châu Na cũng đã lên dĩa theo Ryoma. Rồi bây giờ Nakrop đang bị kéo. Rồi Nakrop đã trốn thoát được rồi anh em ơi. Quyền năng hắc ám nên là Nakrop có khả năng như là một cái trang bị lưỡi liềm, giúp cho Nakrop có khả năng sống sót và hồi lại một lượng máu luôn. Qua kill rồi kìa. Mega kill dành cho Violet. Và đây là trận đấu đầu tiên sau khi mua con tướng Ibanez, một con tướng phải nói là châu bò khống chế tốt, cực kỳ đáng giá và cực kỳ thích hợp cho những anh em nào thích đứng cho người ta đánh. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nâu kỳ chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Rồi ok, xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.